chú Châu Giang nhá. Chúc chú theo dõi bóng đá trên nền tảng của VB.TV và có một buổi tối vui vẻ. Chúng ta một lần nữa nhìn lại những pha lên bóng của cầu thủ Hotspur. Nhìn chung thì ý tưởng họ không tệ, nhưng cách mà cầu thủ bên phía gà trống mang đến những pha dứt điểm cuối cùng lại là thứ đáng để nói. Torres. Thêm một cơ hội nữa dành cho cái thủ Hotspur, nhưng lần này thì Camara đã lùi về kịp thời. Sự góp mặt ở đầu hiệp 2 của Jurgen Klinsmann cũng như là Leon Bailly vẫn chưa giải quyết được nhiều vấn đề dành cho đoàn quân của Unai Emery. Có lẽ vấn đề trong câu chuyện thay người đó là việc ông tránh thẻ đỏ rồi. Makin, đây sẽ là cơ hội dành cho Villa. Oliver Kin, phía trong có người, trời đất ơi. Tiếp tục là Oliver Kin. Nó đi con xa, đẩy bóng hơi dài. Udoze. Mười phút đầu tiên của hiệp hai và tỷ số vẫn đang là 1-1. Kulusevski, không thể thổi phạt được, không thể thổi phạt được, trận đấu tiếp tục.